Quang Hải chấn thương nặng sau trận gặp Uzbekistan. Cụ thể, trong trận gặp Uzbekistan tối ngày 13 tháng 10, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã bị rách cơ ở bắp chân phải và phải nghỉ thi đấu 4 tuần. Ở trận giao hữu tuyển Việt Nam thua 0-2 trước tuyển Uzbekistan, Quang Hải chỉ thi đấu 17 phút. Tiền vệ thuộc biên chế câu lạc bộ Công an Hà Nội phải rời sân bằng cán sau những pha va chạm quyết liệt từ phía đối thủ. Sáng ngày 14 tháng 10, Quang Hải được đưa đi thăm khám kỹ lưỡng mức độ chấn thương và được xác định rách cơ bắp chân phải. Theo đó, anh cần khoảng 4 tuần để hồi phục. Đây chắc chắn là tin không vui với cá nhân Quang Hải khi V-League 2023-2024 còn một tuần nữa sẽ khởi tranh. Câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ có trận mở màn trên sân nhà hàng đẩy gặp Quy Nhơn Bình Định vào ngày 22 tháng 10. Trong những ngày tới, Quang Hải sẽ tiếp tục được chữa trị bởi các bác sĩ tuyển Việt Nam trước khi về cùng đội sau trận giao hữu với tuyển Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 10. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.